Xin chào các bạn nha, mình là Lê Văn Lập đây. Ở đây là mình có một cái ngõm mới và mình sẽ thay thế cho cái ngõm cũ của nhà mình. Thì mình rất thích là mua cái ngõm mà nó là ngõm mềm, nên cái này nó uốn được, cái nó nhấc xuống được. Nhưng mà hiện tại thì cái ngõm này là ngõm cứng. Đấy thì mình không ưng ý lắm, nhưng mà đã mua rồi thì thôi, bởi vì là nó thích một cái ngõm mềm. Thì bạn có thể mua một cái đầu mềm đấy, gối dài vào đây, nắp néo vào đây sẽ dễ hơn. Thì mình sẽ thay thế cho cái ngõm cứng này, cái ngõm này. Thì video này sẽ hướng dẫn các bạn làm cái việc đó. Thì ở đây trước tiên là các bạn phải làm cái việc này, các bạn phải nghiên cứu cái ngõm mới trước. Cái ngõm mới sẽ giống như cái ngõm cũ mà thôi. Thì cái này nó sẽ có một cái đồng, đồng siết, nó lắp sẵn như này chúng ta rồi, nó có các con cao su như thế này. Nhé. Thì ở đây mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể xử lý được nó. Thì các bạn nhìn cái này là tháo ra đúng không? Thì nghĩa như cái này cũng có cái này tháo ra, cái cần tròn tháo ra. Thì các bạn cái này tháo rất dễ, thì cái này nó ở bên dưới, mình luồn tay bên dưới. Và hướng dẫn các bạn là đây là đôi dây cấp kim nhé. Đây là đôi dây cấp kim này, đôi dây cấp kim. Thì cái loại này cũng là loại rẻ tiền thôi. Các bạn mua cái loại đẹp hơn, mua cái loại đẹp hơn. Đấy, cấp kim là một đầu nó nhỏ như là đầu kim, một đầu là nó là bình thường, nó là như thế này bình thường, thì gọi là dây cho cái cốc kim các bạn nhé. Đầu bình thường là kim. Thì muốn tháo cái này thì bạn phải khóa nước nhé. Còn bạn tháo thì nó sẽ tráo ra, thì mình đã khóa rồi. Đấy, thì mình sẽ tháo luôn tay vào bên dưới, thì nó sẽ có cái đầu đứng như cái này. Thì các bạn phải tháo được. Nếu như cái nào của bạn chặt, nhà bạn chặt thì bạn nên dùng cái này. Bạn cái này, nhưng cái này nó là tự do thì nó các bạn loạn rất dễ, nhưng cái này nó là không tự do đâu. Có cái hiện tại thì cái này của nhà mình là bắt đầu nó đang rò rỉ rồi, nó rò rỉ thì mình phải tháo cái này đi và người ta sẽ sửa cho mình cái lõi nhựa bên trong này, cái khóa nhựa bên trong này. Nhưng mà thôi, mình nhìn cái này nó là atimon, nó rất là xấu rồi, nó đang nối mụn lên rồi, atimon nó xấu quá cho nên là mình cũng không muốn dùng nó nữa, nên là mình sẽ thay thế nó luôn bằng cái mới. Thì cái mới này thì giá cũng mấy trăm thôi. Mình cũng mua năm ngoái rồi để phòng vệ, vì mình biết là cái này sẽ một ngày nào nó sẽ hỏng. Chưa dừa hết rồi, vẫn còn nhiều xanh nữa. Đấy, cái này nào nó hơi khó một tí các bạn. Nó tụt xuống dưới rồi. Đây, nhắc các bạn đây, các bạn nhìn cái cổ nhắc nè. Đấy, các bạn nhìn cái lòi hai cái sợi dây cấp kim này ra chưa? Nói ra này, cái kim giống ra như thế này, nó nói lên đây. Thì giờ, để tháo được cái sợi cấp kim ra khỏi cái này thì bạn phải tháo cái này ra. Đấy, cái này nó này, cái này là phải tháo ra thì mới tháo cái cấp kim ra, nhưng mà cái này thì nó lại rất khó tháo. Đấy, bởi vì là thì cái này mình sẽ phải tìm lấy một cái kim chết nhỉ. Hoặc là mình cũng bỏ cái này đi thôi, mình sẽ lấy cái kim chết. Mình sẽ dùng cái kìm chết để xếp cái này ra. Thì cái đôi dây cấp kim này nó cũng dùng được, nên mình sẽ dùng cái đôi dây kim kìm chết đi các bạn. Kìm chết đây nhá. Các bạn mua kìm chết như này nhá. Kìm chết để không ăn thua các bạn. Kìm chết này cũng được. Mình tháo dây gầm nó chảy nước các bạn, mình xả nước trong này. Mình đã khóa nước rồi sao mà nước nó chảy vào mặt không này. Có khả năng là mình thay nước cấp kim này thôi các bạn. Mình lắm. Cái này không luồn qua được. Bởi vì là cái này nó to hơn. Ê, không luồn ra được. Mắc hết, bây giờ phải tháo cái này ra, bắt buộc phải tháo cái này ra. Đây, tháo hết rồi. Chết rồi. Đấy, các bạn, ok rồi. Đây là, rồi, đây là tháo ra này ạ. Cái đôi dây cấp kim này nó còn lại còn ngay thế này. Không được. Được rồi.
đấy vặn đấy, nó có cái gen này, các bạn đưa kìm vào gen, các bạn vặn ra như vậy vặn được không đấy, mình như này các bạn bỏ hay sử dụng có pin hiện tại quá, cái này nó nóng lạnh các bạn, đây nó có 2 dây đấy, nó không phải là nóng lạnh gì, nó chỉ có 1 dây lạnh thôi, nhưng lại là cái dây cấp kia nó rất là dây lạnh, dây cấp này nó là dây nóng lạnh nữa. Bạn thử đi một nhát, các bạn cứ nhẹ nhàng mình làm nó, đừng nóng bụng quá. Đấy, ra rồi. Một sạc kê. Đây là mình cũng nhanh dưới. Rồi, xong rồi đây. Rồi, đấy. Đấy, cần tiền tháp 1 giây nào ra. Đấy. Ui giời, như này. Đấy. Đấy, thực ra thì cái đôi dây cốc kim này vẫn dùng được, nó chỉ hỏng cái này thôi. Không vừa ham nó lại. Nổi zoom lên không phải không? Ê. Đây mọi người tìm chết, những cái đồ này nó cũ hỏng rồi. Nó lâu ngày nó cũ mòn này, các bạn phải cố gắng nhé. Đó. Không tháo được nữa. Vật vã các bạn. Đây. Rồi. Đây, các bạn nhìn nó han thế này rồi. Các bạn nhìn là tôi ngược sáng các bạn nhìn khá lắm. Nó vẫn dùng được, chỉ cần thay cái nõi này trong thôi. Nõi này ở trong nó xấu quá. Mình không thích nó nữa. Thấy chưa? Kéo lại. Cái đôi cấp kim này thì vẫn dùng được các bạn. Theo các bạn thì có nên dùng lại không? Nên sử dụng lại không nhỉ? Hay là thay thế nhỉ? Các bạn là thay thế hay là dùng lại? Dùng lại hay là thay thế nhỉ? Các bạn để góp ý cho mình đi. Tính mình hay tiết kiệm, thôi mình sẽ dùng lại nhá. Dùng lại để cái tính tiết kiệm của mình nó được thỏa mãn. Một con người tàn tiện như mình thì thôi, đó là vứt đi cái gì bắt đầu đang dùng được. Hay là thay cả nhỉ? Thực ra cái này trông nó cũng ngang lắm rồi. Hay là thay các bạn nhỉ? Không hỏng nhưng mà có thể thay. Tiết kiệm là tiết kiệm nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cả hai này. Được chưa? Luồn vào đây. Được nhá. Luồn vào đây. Thì cái này ấy, các bạn phải đút như gầm đút lên nhá. Ở đây các bạn này có cao su nhá. Cao su để giữ cái này. Thì hai cái cao su này nó vẫn ở bên trên. Được chưa? Rồi. Luồn lên nhá. Luồn lên. Luồn lên. Rồi. Lắp vào nhá. Thì các bạn phải chú ý đi này, nóng lạnh. Thì thường ấy chúng ta để như thế này, để như thế này nhá. Bên tay trái nó sẽ nóng, bên tay phải sẽ lạnh nhá. Bên phải sẽ lạnh nhầm. Bên tay trái sẽ nóng, bên tay phải lạnh, thì các bạn nhớ các bạn lắp cái nào vào lạnh, nóng nóng cái nào lạnh các bạn nhớ. Cái này của nó thì mình lấy cao su tí thì các bạn làm cho nó cao su, nó phải có 2 ngấn như thế này nhá. Mất một cao su 2 ngấn là không mới được nhá. Đây mới các bạn xem. Cái mới nó có 2 ngấn như này này. Đây. Tất cả cái nó có 2 ngấn này, khi các bạn vận chuyển hay gì nó mất 1 ngấn là cái nó giò đấy. Các bạn nhớ nhá. Mình sẽ vặn. Để siết nó. Thực ra cái này nó đã có cao su rồi đấy, thì các bạn không phải siết theo cái kiểu là siết nghiến răng mà siết đâu nhá. Siết là nó nặng rồi đâu các bạn nhá. Đấy, nó nặng tay này rồi, nhá. Không cần phải nghĩ sao nó xếp ra. Ôi chết rồi. Mình quên rồi. Đấy, nhiều khi các bạn phải chú ý nhá. Các bạn phải đút qua đã. Đấy, cái này đút qua lên đây này, mình quên. Cái này đấy các bạn cứ vào nhà thôi, đừng không nghiến nó là được. Đấy, quay ở nó đây. Các
cái dây thứ hai nó sẽ khó hơn cái dây đầu tiên, bởi vì là đồ cũ, nếu là đồ mới thì cái dây này nó không bị cong, cái dây nó vẫn còn thẳng thì các bạn xoay nó dễ hơn, nhưng đồ cũ thì cái dây nó đang cong thì cái độ xoáy xong nó sẽ bị vướng các bạn nhé. Nhưng nó vẫn vào, nó các bạn phải làm thật ấy nó chuyện ra thì cảm ơn đây rồi cũng vào tới rồi đấy, bạn tay chặt rồi đấy, bạn dừng tín rồi cứ mân mơ nhẹ nhàng thế rồi rồi, tức là bạn thấy nó nặng tay là thôi bạn nhá. Rồi đừng nghĩ ra mà bạn thật chặt nên nếu như cỡ không phải chắc được. Rồi mình phải thử giò nhé các bạn nhé, thử giò đấy thì trên mình sẽ thử giò ở bên dưới bạn. Thử giò ở bên dưới nhé. Đây cái gầm đây thì nó mà giò giọt bên dưới này là các bạn biết ngay đúng không, đây nó giò giọt dưới này là nó biết ngay. Đây là dưới gầm nhá, dưới gầm nó như này, hai cái đây nó ở đây này đấy. Thế giờ các bạn phải xem là bên trái bên phải thì cái này các bạn để đúng này, cái bên trên này các bạn để đúng như này đi. Đấy, cái bên trên các bạn để đúng cái mặt nó quay về đằng trước bạn này đi, xong các bạn sẽ sờ là dây là bên trái dây bên phải biết ngay đấy nha. Dây bên trái sẽ là nóng đúng không, trái vào trái còn lạnh đúng không? Mình sẽ siết siết cái này vào tí để cho nó đỡ vướng thôi. Siết chặt nhá, để cho nó dồn này. Đây thế này nhá, mình sẽ đưa nó vào đây. Nên các bạn nhớ là đây trong này phải còn răng cao su nhá, mất răng cao su là nó dò nhá. Răng cao su đưa vào. Đấy, các bạn bằng tay thôi, xong chút nữa là các bạn khá được rồi thì nó sẽ. Cái này bạn nó dễ hơn, nó đầu to mà, đầu to mà nó chỉ vặn con ốc thôi, nó không phải vặn cái đấy, nó rất là dễ là. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng mỏ lết để mình siết chặt nhá. Siết chặt xong đó là mình sẽ nên mình mở con lước ở bên trên, nó mà không giò thì mình mới vặn cái đầu kia vào. Vặn cái đầu tròn này vào để giữ cho cái ngỗng nó chặt chặt. Rồi. Rồi. Mỏ lết vặn chặt cho mình. Rồi hiện tại là mình đã mở ra rồi nhá, nhưng mà chưa thấy có giọt nước nào ở cái khu vực này nó giò xuống. Đấy. Mình sẽ thả cái này ra để sáng rồi. Rồi bên trên này nước thì chảy rồi, mình sẽ cắm thêm cái bơm nhé, mình cắm lên cái bơm để cho áp lực nó ở trên nồi bơm này là bị ướt, áp lực nó khỏe hẳn đi, nhưng mình nghĩ là không có gì dò đâu, mình cũng siết vào vì mình lắp nó cẩn thận lắm. Rồi đây các bạn thấy phụt đây, phụt 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 đấy, cho nước chảy, nước chảy này rất là bẩn quá. Đấy, tiếp thì lấy tí nước đấy, lấy nước chảy hay chưa đấy, nước được đục này, nó vừa được đen xí này, đổi đi thế nước đang bị đen. Đấy, nước mà đổ tia nó như thế này là ok đấy các bạn nhé. Đây là hôm nay trời nóng, nước ấm này. Đấy. Không giò, không hề có giọt nước nào đúng không, không hề có giọt nước nào cả. Rồi thì ok rồi, mình sẽ siết chặt vào nhá. Đấy, mình lắp mình cảm thấy nó yên tâm là mình cứ thế nào tiến thôi. Rồi lắp đây, vặn lên bên dưới thì các bạn xem cái này cho dễ, xem cái bên dưới làm gì, bên dưới thì vặn vào thôi, thấy chưa, vặn vào những lúc ban đầu mình vặn đấy. Các bạn này cao su nó ở đây, nó có cao su rồi này, cao su nó có ở đây rồi đúng chưa, có chứ rồi mình được cao su rồi các bạn ơi, cao su đen để cho bên trên, cao su trắng ở trong dưới, thì cái việc ngược này các bạn đưa cái này lên đây nhá, đưa cái cao su đen lên trên, cao su trắng bên dưới đấy nhá, các bạn nhìn là cao su đen ở bên trên, cao su trắng bên dưới, nhưng mà mình đang bị ngược này. Bây giờ mình sẽ đảo cái cao su này, đảo cao su ở thế này nhá, đảo cao su lên, đảo cao su lại, đảo đấy ôm vào đây chưa, rồi đẩy cái này lên dưới, xong rồi lại tụt cao su xuống, được chưa nhá. Đây cái đấy là cách chữa mà các bạn nhầm chưa, rồi mình giữ nó lại. Thực ra thì mình muốn giấu cái này đi cho nó gọn, mình để hạnh được, được chưa, để này đi cho nó gọn đấy, để thế này đi
Đấy, vặn cái này có 5 phân, 5 phân để vặn cơ nên là chúng ta vặn sẽ lâu đấy. Cố gắng vặn. Lâu lắm ạ. Cố chờ nhá. Nhiều quá các bạn ơi. 5 phân mà, mỏi tay đấy. Rồi. Nó bắt đầu nặng rồi. Đấy thì các bạn vặn làm sao cho cái này nó bị nghiến xuống một tí là được. Chúng ta có hai cái cao su đến tận. Thế chào bà. Cháu ở nhà. Cháu này nghỉ. Mình dùng hai vòng tay. Hai đầu tay để vặn. Hai đầu tay để vặn thôi. Đưa đưa kìm mà xuống vặn được một hai vòng nữa nhỉ. Rồi kìm vào. Mà kìm nó làm vỡ mất thôi. Thôi các bạn, không vặn được nữa thôi. Chấp nhận vậy. Thực ra thì cái này thế này là được, phải chăng? Cái này nó cứ chặt hơn. Cái bên trên thì các bạn xoay như thế nào là được. Được chưa? Xoay hết cái này. Có gì đâu. Ấy, thế này các bạn bảo là nó có nặng không? Có vượt được đâu. Thế thôi nhá. Đấy, cái video của mình đến đây có lẽ là thành công. Thế mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhá. Bye.